Mọi người ơi, nếu mà các bạn có nhu cầu mặc refine nè, thử phần mai, chất lượng, uy tín và giá rẻ đó, hãy đến với shopokit.vn nha. Đường link thì cứ để dưới phần mô tả cho tất cả mọi người tham khảo nè. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã ghé shopokit nha. Xin chào mọi người, thì trước khi vào với clip của mình á, các bạn hãy bỏ ra vài giây để giúp đỡ cho Kit một like nè, một comment bên dưới và bật chuông thông báo nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nè. Hi, xin chào mọi người nha, mình là Kit đây và chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mr. Kit TV nè. Thì hôm nay đó đã là mùa răng thứ 15 rồi mọi người, và mùa răng của mình đã trôi qua được khoảng tầm 1 tuần rồi đúng không? Thì ok, hôm nay mình sẽ có một danh sách tổng hợp lại tất cả, không phải tất cả mà 7 bạn có tỷ lệ headshot cao nhất nha mọi người, trên mọi thiết bị luôn. Kể cả iPad và PC luôn nha mọi người. Ok, bây giờ các bạn hãy cùng mình khám phá danh sách ngày hôm nay nha. Thì lần trước mình đã có tổng hợp lại 5 bạn rồi nhưng mà chơi điện thoại thôi. Và đó là mùa răng cũ rồi. Thì hôm nay mình sẽ có mùa răng mới nè mọi người. Và mùa răng chỉ cho khoảng tầm 6 ngày thôi. Và điều thú vị là cái tỷ lệ headshot của các bạn rất là cao luôn mọi người ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua bạn thứ 7 nha mọi người. Bạn xếp thứ 7 trong danh sách này đó chính là bạn Obezak. Thì bạn này đến từ quân đoàn là Overpower nè. Thì 6 ngày đầu tiên chứ, bạn sắt này thi đấu được 96 trận và kill được là 369 kill. Tỷ lệ shot của sắt là 76,42% mọi người. Rất là cao đúng không? Cực kỳ là cao luôn. Thì bạn này chơi bằng điện thoại nha mọi người. Ở cái danh sách lần trước á, thì mình nhớ là sắt xếp thứ 3, thứ 4 gì đó. Nhưng mà mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà lần này mặc dù là sắt xếp thứ 7 mọi người, nhưng mà phải công nhận là sắt là một trong những người mà kéo tâm rất là hay luôn. Các bạn xem nha. Mình phải công nhận sắt là cái người mà kéo tâm hay nhất ở trong danh sách này mọi người, theo cá nhân mình nha. Các bạn xem nè, sắt kêu 3-4 kêu liên tiếp á, nhưng mà hầu hết là các cái kêu của sắt á là headshot từ đầu tới cuối luôn. Nó chỉ có 1-2 viên vào thân thôi, nhưng mà rất ít mọi người. Đó, cái kỹ năng mà headshot toàn bộ viên đạn vào đầu mọi người, cực kỳ là ảo diệu luôn. Bắn gì hết luôn mà. Nói chung là Kit xem Kit còn mê đó mọi người. Dragon Note nè, kéo là lên đầu liền. Nó không bị quá đầu mà cũng không bị vào thân nữa. Quá là hay luôn. Chắc là mình sẽ có một clip gọi là phân tích kỹ năng của sắt sau nha. Thì bây giờ cái sẽ qua bạn thứ 6 ở trong danh sách này. Đó chính là một bạn đã từng làm mưa làm gió trong đồng refire của chúng ta rất là dữ dội luôn. Thì bạn này bắn cực kỳ ảo diệu luôn. Đó chính là Broken mọi người. Broken thì Broken đến từ server Thái Lan và là người chơi PC nha mọi người. PC nha, không phải điện thoại cũng không phải iPad luôn. Thì bạn này là thành viên của quân đoàn là Perfect Shot nha. Và chúng ta điểm qua chế độ đấu răng nè. Team 2 của Broken là bạn này team 2 đấu được 48 trận. Tỷ lệ shot là 79% mọi người. Và chế độ team 4 nè, team 4 là đấu được 273 trận nè, và tỷ lệ shot là 76,50%. Tức là Broken cao hơn sắt khoảng tầm 0,0 mấy% đó mọi người. Hồi nãy sắt là 76,4 mấy% á, còn Broken là 76,50%. Tức là nó chênh nhau khoảng tầm 1-2 kill gì đó mọi người. Nhưng mà ở đây á, thì Broken bắn nhiều hơn sắt một rất là nhiều trận. Broken thì thi đấu tới 240 mấy trận lận. Còn sắt thì chỉ mới có 9 mấy trận mọi người. Và Rocken á, là bắn bằng PC nha mọi người. Chơi PC nha, không phải điện thoại đâu. Cái cách mà bạn này headshot á, là bạn này chơi cái skill là nhấp nhô toko nha mọi người. Nói chung là lúc đầu mà xem clip của ông này á, là gây bão cực kỳ luôn. Người á, thì kêu là nhấp nhô, người á, thì kêu là kéo tâm. Nói chung là tranh cãi cực kỳ luôn mọi người, cực kỳ dữ dội luôn. Nhưng mà rốt cuộc là ông này ông nhấp nhô nha mọi người. Đấy, nhấp nhô cực kỳ đỉnh luôn. Theo cá nhân mình thấy đó mọi người, thì nói chung là các bạn sẽ có suy nghĩ khác mình. Nhưng mà mình thấy á, là ông Rocken này nè với là ông Zack á, là hai người mà có kỹ năng nguy hiểm nhất ở trong cái danh sách này. Bởi vì ông Rocken này ông nhấp nhô quá đỉnh luôn. Ông clear một team trong nháy mắt luôn mà. Còn ông Zack á, thì kỹ năng mà headshot mà từ đầu tới cuối đó mọi người, ông quá thông thạo cái kill đó luôn mà. Nên là ông kéo mà toàn dính đầu mà, không dính thân. Thôi bây giờ mình chuyển sang bài xếp thứ 5 chứ hả. Thì bài xếp thứ 5 á, là Amangan nha mọi người. Bạn này cũng chơi điện thoại luôn. Và danh sách lần trước thì Amangan là xếp ở vị trí số 1 với tỷ lệ shot là 80%. Thì mùa răng này sau 6 ngày thì Amangan đấu được khoảng 103 trận nè mọi người, và kill được là 258 kill. Tỷ lệ shot của Amangan là 78,29% mọi người, rất là cao. Và nhiều hơn cái người xếp thứ 6, thứ 7 là Broken và Zack là 2% nha mọi người. Cái xin lỗi mọi người nha, hôm nay nhà của mình hơi ồn một chút đó. Nên là bạn nào gọi là có nghe được tiếng ồn xung quanh của mình thì các bạn thông cảm cho Kit nha. Nói chung là Kit cố gắng lắm rồi. Nói về Amangan đó mọi người, thì là một trong cái người mà kéo tâm khá là đỉnh, cực kỳ đỉnh luôn. Nói chung là cũng ngang ngửa xem với Zack đó mọi người, không thua đâu. Tỷ lệ headshot của ông này thì cao hơn, nhưng mà nếu mà xét về độ cuốn hút trong highlight thì mình thích xem video của Zack nhiều hơn. Mình bị cuốn bởi video của Zack nhiều hơn mọi người. Video của Amangan thì Kit xem khoảng tầm 2-3 phút, nhưng mà video của Zack thì Kit xem lâu hơn, khoảng tầm 5-6 phút gì đó.
Ông đang đấu one shot nè mọi người. Đó, cái one shot khá là chuẩn đúng không? Ok, bây giờ chúng ta chuyển sang bạn xếp thứ tư trong danh sách này nha mọi người. Đó chính là bạn Phô Lý. Bạn này chắc là nhiều bạn cũng biết rồi đúng không? Bạn này đến từ server Việt Nam của mình nè. Thì rất là vui khi mà có một bạn Việt Nam của mình lọt vô danh sách này. Tỷ lệ shot của Phô Lý rất là cao nha mọi người. Thì mùa răng mùa này thi đấu được 6 ngày nè, Phô Lý đấu được 112 trận và kill được là 396 kill. Tỷ lệ shot của Phô Lý là 78,54% nha mọi người. Rất là cao đúng không? Cực kỳ cao luôn. Và nói chung là xem cái ông Emangan đó mọi người ơi. Nhưng mà nếu mà xét về tổng quan đó mọi người thì mình thấy là chỉ số của Phô Lý nhỉnh hơn một chút so với Emangan về kill nè, kill nhiều hơn nè, rồi KD cũng đẹp hơn nè mọi người, KD cao hơn. Cái đoạn video này là đoạn video của Emangan nha mọi người, không phải của Phô Lý. Do là Kit không có liên hệ được với Phô Lý để mà lấy video của Phô Lý, nên là Kit lấy luôn video của Emangan nha, các bạn thông cảm cho mình. Mình để cho các bạn xem minh họa như vậy thôi nha, chứ thực ra đây là Emangan bắn nha mọi người. Nếu mà xét về chỉ số thì các chỉ số của Phô Lý đẹp hơn. Kit có xem một vài video của Phô Lý thì Kit thấy là Phô Lý là chơi bằng điện thoại mọi người. Và Phô Lý đó làm về highlight mà chuyên cân 3 cân 4 mà kiểu headshot giống như là của C4 đó mọi người. Nói chung là bắn cũng khá là hay. Nhưng mà mọi người lưu ý nè là cái chỉ số này đó nó chỉ mang tính là tương đối thôi mọi người. Và nó sẽ thay đổi theo thời gian. Có thể là mùa răng đầu tiên á, thì đầu mùa các bạn chỉ số cao, nhưng mà tính cuối mùa các bạn tụt phong độ nè thì chỉ số giảm xuống á, thì cái đó chuyện bình thường nha mọi người. Còn đây chính là bạn xếp thứ 3 nè mọi người, xếp thứ 3 về tỷ lệ headshot. Bạn này tên là Jamali, thì lần trước bạn này xếp thứ, hình như là cũng thứ 2, thứ 3 gì đó. Nói chung là mình không nhớ lắm. Thì bạn Jamali này cũng chơi bằng điện thoại nha mọi người. Và số trận bạn này đã chơi được là 202 trận nè, mà chỉ thắng được có 5 trận thôi. Nói chung khá là gắt luôn. Còn về kill đó mọi người, thì bạn này giết được là 388 kill nè, và tỷ lệ headshot là 79,90%. Nói chung là cao hơn Phô Lý một chút xíu mọi người, khoảng 1%. Đó, cái tầm ghê mọi người. Kéo mà toàn dính đầu không à, không dính thân. Nói chung là mình thấy là server Mena đó mọi người, thì cái ông này nè, Jamali nè, Obesac nè và ông Emangan á, kéo tâm cực kỳ là ảo luôn. Cái kỹ năng mà mình kéo tâm mà trúng mà toàn bộ viên đạn vào đầu đó mọi người. Nói chung là chỉ trúng đầu mà không trúng thân đó. Thì mấy ông này ông kéo ghê lắm. Mấy ông này ông thạo cực kỳ luôn. Nói chung là mình nhìn nhiều khi có những pha mình xem giống như là hách đó mọi người. Đôi khi thì ông kéo trúng thân nhưng mà trúng một hai viên thôi, thì tỷ lệ vào đầu rất là nhiều mọi người. Rồi thôi, bây giờ mình chuyển sang bạn xếp thứ 2 trong video ngày hôm nay nha mọi người. Người có tỷ lệ shot cao thứ 2 trong video này, đó chính là bạn C4. Và nhắc đến C4 á, thì bạn này rất là nổi tiếng ở cộng đồng Refire Việt Nam của mình rồi, và rất là nhiều fan luôn. Kit tin chắc là có nhiều bạn đang xem video này của Kit cũng là fan của C4 đâu. C4 thì bắn bằng iPad nha mọi người, iPad nha. Thì video lần trước các bạn hỏi mình là sao không có C4 đó, thì do là bạn này bắn bằng iPad nha mọi người. Và nói chung là bạn này nổi tiếng với những đoạn video highlight chất lời luôn mà, bắn rất là hay. Thì tỷ lệ shot của C4 là 81,43%. Và sau 6 ngày đấu răng thì C4 đã bắn được 102 trận nè mọi người, thắng là 9 trận và kill là 490 kill. Cái đoạn video này là của Obezac nha mọi người, không phải của C4 đâu. Giờ mình lấy minh họa cho mọi người xem á. Thì do là mình không có liên hệ được với mấy bạn Việt Nam của mình đó các bạn, nên là cái đây đoạn video của Zac để làm minh họa cho mọi người xem nha. Nếu mà nói về C4 đó, thì bạn này quá bá đạo về kỹ năng kéo tâm của mình rồi, nên là cái việc mà tỷ lệ headshot cao thì đó là chuyện đương nhiên rồi mọi người. Rồi thôi, bây giờ chúng ta chuyển sang bạn cuối cùng trong video này hôm nay nha, cũng là người mà có tỷ lệ headshot cao nhất trong video này, đó chính là OB Cyplus mọi người. Và bạn này đến từ quân đoàn là Overpower nha mọi người, quân đoàn quá là mạnh. Tên quân đoàn là quá là mạnh nha mọi người. Thì Cyplus cũng là trưởng quân đoàn này luôn. Thì bạn nào có xem những clip trước của Kit á, thì sẽ biết là bạn Cyplus này là ai đúng không? Cyplus là chơi bằng PC nha mọi người, không phải điện thoại cũng không phải iPad luôn. Và mùa răng mùa này á, thì nói chung là bạn này bắn mới có 6 ngày thôi. Thì team 4 nè, bắn được 44 trận, khá là ít đúng không? Thì kill được là 167 kill mọi người, và thắng là 16 trận thắng. Tỷ lệ trận thắng khá là cao mọi người, KD khá là cao nè, tỷ lệ shot cũng rất là cao luôn. Tỷ lệ shot là 86,23% luôn ấy, ghê không? Nhưng mà có một điều là do là Cyplus mới bắn có 44 trận thôi mọi người. Nếu mà Cyplus bắn 400 trận á, thì nó sẽ thay đổi chỉ số liền. Có thể là nếu mà Cyplus bắn hay hơn thì bạn này sẽ tăng chỉ số lên. Nhưng mà nếu mà bắn dở hơn á, phong độ giảm xuống á, thì tỷ lệ shot sẽ giảm xuống nha mọi người. Cái này theo cá nhân Kit thấy đó mọi người, thì thường á, là cuối mùa răng á, mình xem nó chính xác không mọi người, nó phải đánh đúng hơn. Chứ đầu mùa răng mới có mấy trận thôi, nên là mình xem nó cũng không đúng lắm. Nếu mà so sánh một cái người mà bắn 5 trận với một cái người mà bắn 500 trận á, thì nó quá là khập khiễng luôn, sao mà so sánh được đúng không?
Nên là ngày hôm nay chúng ta xem video này gọi là cho vui thôi nha mọi người, giải trí thôi nha. Chứ không thể nào mà mình thấy là tỷ lệ người này cao người kia thì mình nói là họ bắn hay hơn được. Thì ok như vậy thôi nha. Còn bây giờ thì đừng quên ủng hộ cho mình bằng một like nè, bật chuông thông báo lên nè. Bạn nào chưa like thì nhớ like giùm tôi đó nha. Tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt mọi người nè.